Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Hai player của hai team sẽ đụng độ với nhau ở đây ư? Seoul One đã phát hiện ra được cái tên hùng vô địch rồi. Còn với Tony nằm lại ở bãi cỏ ở dưới ngay gốc cây trước mắt của Linh X thôi. Và khả năng là Tony nhưng mà lộ vị trí ra. Solo G đâm xuống rất nhanh góc đứng hùng vô địch. Mọc rằng sau lưng rồi và sấy đổ xe tới được Seoul One. Double kill cho Seoul và Icarus họ mang thêm về 2 điểm cho team của mình. Kinh đã bị gục bởi siêu phi Notorious Dus lại top 9. 8 team còn lại thôi. Và đây là 28 player còn sống sót. Linh mất cái tên sao màu. Lộc Ca đổi mặt Ken rồi. Giờ thì Lộc Ca anh ấy đang cố gắng làm thêm được nhiều điều hơn nữa. Ken đã bị hạ gục bởi Toto. Một đuống cái hàng thành công nhưng mà Fergus sao màu đã làm tốt vị trí của mình. Và Icarus Cyber dùng lại top 8. IMD đã bị hạ gục. Toto knock out đi Z. Long Ca bị đổi mạng bởi quả nết của Z trước đó. Nikki anh ấy confirm kill luôn. Long Ca khả năng cao sẽ được cứu lên thôi. Và góc đường này thì làm sao mà confirm kill được vị trí của Nick. Nhưng mà Toby một sấy thôi. Phoenix Game Station dừng lại ở top 7. Con số là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ thì Divine xuất hiện trước mặt. NBK rất nhanh phải nằm ôm bụng và cũng bị gạt gió ngay lập tức bởi Nikki. Khi mắt của IC vừa rồi nằm xuống bởi Subang và bây giờ thì DBZX cũng dừng lại vị trí top 6. Hãy cùng chờ xem tình huống công nhà này và đâm chết Z đến từ Tuto. Sấy là tốt nhưng quả lựu đạn của Z là tốt hơn. Nicky của Tuto lần lượt phải nằm lại nhưng mà top và server cũng Z là những người làm tốt. Bây giờ còn lại Levit và JN vẫn còn lại ở bên kia rồi. Vâng, chỉ còn lại đó là một player của bên phía team Maugi ở trong khu vực nhà thôi. Đây rồi, và một top 1 server nằm lại bởi cái tên Nicky. Himas knock out the Sylvie bằng quả nét của chính mình. Quá tốt với AKM. King Queen còn lại 2. Gạt gió quá nhanh với Himas rồi. Tài con gạt đi cái tên công cò. Nhưng sau đó thì Nicky xuất hiện. Tài con cũng nằm ôm bụng ngay lập tức. Bây giờ liệu Levit đã được cứu này chưa? Đã được cứu bởi những người đồng đội rồi. Như vậy là cứu rất nhanh và rất gọn gàng với các thành viên của Divine. Nhưng bây giờ thì Nicky lại nằm lại bởi đó vị trí của Subang. Tài con sẽ được cứu nhanh thôi. Và Serus vẫn bảo toàn được cả 4 thành viên. Trong khi đó thì IC cũng đang hơi tan vỡ đây. Khi mà họ phải đụng độ thêm cái tên của King Queen nữa. Cố gắng gạt đi những cái mạng mà đang cố gắng nằm ôm bụng, cố gắng sinh tồn thì họ sẽ có thêm những cái kill hạ gục. Và Serus đang có tổng là 4 kill rồi. Giờ đây như Levit là người knock out thành công và chỉ còn lại đó. Something else thôi. Headshot của Levit. Toto đang đẩy lên. Something else còn 10 máu. Một quả nét là không thành công vì Hải Sanji đã knock out được Toto. King Queen dừng lại vị trí thứ 3. Bên phía của team Divine họ đang ép lên. Serus cũng vậy. Tài con knock out đi JN. Đây sẽ là tình huống giáp lá cả. Như vậy thì top 1 dành cho bên phía của Serus với 8 kill. Không có một chút hy vọng nào với Divine trong tình huống combat cuối cùng vừa rồi. Vì Serus họ đã quá nhanh và quá nguy hiểm.